Nhằm chủ động sớm ứng phó với nguy cơ sâu bệnh trên lúa đông xuân tại các tỉnh phía Bắc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh đã kiểm tra tình hình thực tế tại một số tỉnh như Hải Dương, Hưng Yên. Nguyên nhân của đợt kiểm tra này là do diễn biến thời tiết tại các tỉnh phía Bắc hiện vẫn mưa ẩm, nền nhiệt thấp, độ ẩm cao, rất thuận lợi cho nguy cơ các loại bệnh trên lúa đông xuân. Tại tỉnh Hưng Yên từ đầu vụ đến nay, nhiều hộ dân tại Ân Thi đã phải thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm và phun từ 2 đến 3 đợt phòng trừ đạo ôn. Hiện lúa vẫn đang phát triển tốt, sạch bệnh. Tại tỉnh Hải Dương, tình hình sinh trưởng phát triển của lúa đông xuân khá thuận lợi. Nông dân nơi đây đã triển khai phun phòng một đợt đối với bệnh đạo ôn và sâu cuốn lá nhỏ, nên nhìn chung vẫn sạch bệnh, chưa phát sinh sâu hại đáng lo ngại. Theo thống kê từ đầu vụ đến nay, tổng diện tích nhiễm bệnh đạo ôn lá chỉ khoảng 700 ha, không nhiều so với những năm tình hình đạo ôn phát sinh lớn. Các tỉnh vẫn cảnh giác cao độ với nguy cơ bệnh đạo ôn cổ bông từ nay đến cuối vụ. Trước mắt sẽ tập trung điều tra, dự thính dự báo sớm nhằm chủ động phòng trừ đối với bệnh đạo ôn và sâu cuốn lá lứa 2 từ nay đến cuối tháng 4 năm 2020. Đây là cái thời điểm rất nhạy cảm đối với một số loại sâu bệnh. Đặc biệt là có 3 đối tượng. Thứ nhất là đạo ôn cổ bông, thứ hai là rầy nâu, thứ ba là sâu cuốn lá. Chính vì vậy thì chúng tôi đề nghị các địa phương và bà con trong vùng là tuyệt đối không được chủ quan. Lúa tốt nhưng không được chủ quan. Chúng ta phải thường xuyên bám sát đồng ruộng, kịp thời phát hiện và có cái biện pháp phòng trừ ngay các loại sâu bệnh để chúng ta đảm bảo có vụ đông xuân các tỉnh đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía Bắc thắng lợi. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến thời điểm này, vùng Bắc Trung Bộ lúa đã trổ khoảng 80% diện tích, sẽ trổ hết trước 30 tháng 4 năm 2020 và dự kiến thu hoạch xong trước 30 tháng 5 năm 2020. Nhìn chung, lúa sinh trưởng và phát triển tốt, khả năng được mùa cao.